Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình. Thì khi mà cái nước cống vừa mới ra, và lúc này là có một chiếc xà lan đang nhanh chóng tiến vào cái cống nha các bạn.
Lúc này là cánh cửa cống sắp đóng lại, nên chiếc ghế gỗ đó đang tăng tốc thật là nhanh các bạn. Thật là may mắn nha các bạn. Nếu mà cánh cửa cống đóng sớm hơn thì chiếc ghế gỗ này phải chờ đến ngày hôm sau mới tiếp tục cái hành trình đi vào cống nha các bạn.